Xin chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Và hiện tại thì mình thấy rất là nhiều các trang web, rất là nhiều dự án và đi thì nó khá là khó để cho mình kiếm được tiền. Cho nên là hôm nay mình tiếp tục test và mình sẽ kiếm 200k từ con app mang tên là CoinVD nhá, hay gọi là CoinVIP nha. Con app này thì mình có tương đối là nhiều video đã hướng dẫn các bạn chiến rồi, những bạn mà chưa xem những video trước đó thì các bạn vui lòng xem lại để các bạn đăng ký thử, các bạn chiến thử một vài ca mỗi ngày nhá. Và hiện tại ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chiến một con game mới nha. Thì những cái video trước thì hầu như là mình có ra video, nhưng mà mình không hướng dẫn các bạn chiến con game là Quét Mìn nhá. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi con game này nhá. Con game này thì nó kiểu như là các bạn đi đặt bom nhá, đặt bom kiếm tiền ha. Rồi các bạn sẽ kích vào cái trò chơi này nhá. Và ở cái trò này thì nó sẽ có cho các bạn là 25 ô để các bạn lựa chọn. Và trong đó thì 25 ô thì nó có là 20 ô là không có quả bom, còn 5 ô còn lại là có quả bom nhá. Nếu như các bạn mà chọn trúng cái ô có quả bom thì tức là các bạn thua. Còn nếu như các bạn mà chọn trúng cái ô mà không có quả bom ấy thì các bạn sẽ thắng nhá, các bạn sẽ nhận được tiền nhá. Các bạn sẽ nhận được trong vòng là 20 ô trong vòng 10 phút này nhá, các bạn tự chọn. Tuy nhiên đối với bản thân mình thì mình sẽ chọn là mình sẽ chọn một ô sau là mình từ bỏ nhá. Ok, thì ở đây mình sẽ đặt cược nha. Và hiện tại mình đang có là 385 USDT nhá, mình sẽ đặt là 10 đô nhá. À 10 đô nhá. Đặt chính xác là 10 đô thôi. Ok, mình sẽ chọn là cược ngay này. Chắc chắn này. Ok, thì đặt cược thành công này. Đối với bản thân mình thì mình sẽ mở một ô duy nhất. Và nếu như mà mình trúng thì mình sẽ thoát ra, mình sẽ không chơi nhá, mình sẽ tiếp tục đi vào trò chơi khác nha. Mỗi trò thì mình sẽ chơi một lần thôi. Ok, các bạn thấy chưa ạ? Thì chỉ trong vòng 1 phút 2 phút là mình đã kiếm được là 1,53 USDT nhá. Đấy, các bạn đã chọn trúng rồi ấy, thì các bạn sẽ thanh toán cho mình nhá, thanh toán xong là các bạn sẽ lái ngay nha. Cái này thì nó cực kỳ là đơn giản, các bạn chỉ cần là kiếm 1-2 đô. Nếu như các bạn mà vốn nhỏ thì các bạn chỉ cần là kiếm cho mình là 3 đô mỗi ngày là được nhá. X của nó là 1.21%. Mình đặt cược là 10 USDT, mình nhận lại là 12,18 USDT nhá, chắc chắn luôn nhá. Đấy, như vậy là mình đã có lái, các bạn thấy chưa ạ? Cái số USDT của mình đã lên là 88 nhá, 388 USDT nhá. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ quay trở lại nhá. Thì các bạn thấy chưa ạ? Thì nếu như các bạn mà có vốn nhiều thì các bạn sẽ đặt cược lớn, thì các bạn chỉ cần là đặt cược một vòng cược xong là các bạn đã đủ mỹ rút rồi. Còn hiện tại đây thì mình sẽ thử tiếp tục cái trò chơi, đó chính là trò chơi xanh đỏ một phút nhá. Ok, thì cái ván đầu tiên nó ra cho mình là 229. Ok, thì mình sẽ bỏ 3 con nhá. Bỏ tiếp tục con 4 nhá. Nó cho mình đặt cược là vậy, 7 vòng thì mình sẽ thử tiếp tục là 5 đô nhá. 5 đô là 35 này. Ok, tiếp tục này. Mỗi cái trò chơi thì mình khuyên các bạn chỉ là chơi một lần nhá, chơi một ván thôi hoặc là hai ván thôi, các bạn đừng có chơi liên tiếp nhá. Các bạn chơi liên tiếp thì chắc chắn nó sẽ bị game soi nhá. Ok, thì như các bạn thấy là cái số vốn của mình đã lên là 400 USDT nhá. Đấy, các bạn chỉ cần là có một chút vốn tầm là 100 USDT thì các bạn chiến con app này cực kỳ là ngon nhá. Ngày nào cũng có là 3 đô về tài khoản các bạn ha. 85 thì nó lên là 400 nhá, 400 USDT. Như vậy thì mình đã kiếm được là 15 USDT trong vòng ngày hôm nay nhá. Đây, mình sẽ đi vào tiếp cho các bạn xem lịch sử nha. Ba chấm này, lịch sử trò chơi này. Ok, thì như các bạn thấy chưa ạ? Cái vốn của mình tầm là 300 USDT thì hiện tại đã lên 385 USDT, hiện tại đã lên là 401 USDT nhá.
Ok, các bạn thấy ngon chưa ạ? Chỉ cần là 3 phút hoặc là 5 phút là các bạn sẽ kiếm được 10 đô ngay nhá. Các bạn có thể là đầu tư về những cái dự án hoặc là những cái trang web, hay là các bạn chơi future ở trên cái sàn giao dịch, thì các bạn có thể hiểu là nếu như các bạn chiến trong trường hợp các bạn đánh BTC giảm, BTC tăng, nó không theo theo phân tích kỹ thuật của các bạn ấy, thì các bạn sẽ mất một số tiền cũng khá là lớn. Còn đối với con app mang tên là CoinVD này, thì các bạn chỉ cần là chơi về những cái trò chơi kia, các bạn chơi nhanh thắng nhanh cho mình nhá, các bạn đừng có ở lâu nha. Lâu lâu thì các bạn đi vào game, các bạn chơi một lần, các bạn chiến một lần, rất là bất ngờ cho cái game nó không soi được các bạn nhá. Ok, các bạn đã có số dư hiện tại như của mình là 401 USDT rồi, thì các bạn sẽ đi vào phần rút là các bạn rút tiền ngay nhá. Về cái việc là rút tiền thì ở đây nó khá là đơn giản. Min rút của nó chỉ là 3 USDT là các bạn được min rút nha. Và min rút hay là min nạp của nó đều là 3 USDT hết nhá. Các bạn có thể là rút trực tiếp qua cái đồng USDT TRC20 hoặc là rút qua thẻ ngân hàng nhá. Bản thân mình thì hiện tại là mình hay rút qua cái thằng là rút tiền nhanh qua thẻ ngân hàng nha. Ok. Rồi thì trong video ngày hôm nay thì mình đã đạt đủ là tiêu chuẩn của mình, là mình kiếm được là 15 USDT trong video ngày hôm nay nhá. Video ngày hôm nay thì mình test hơi lớn nhá. Những bạn mà không có vốn lớn thì các bạn cứ chơi nhỏ cho mình. Mỗi lần các bạn chơi trò chơi, các bạn chỉ cần đặt cược cho mình là 0,01 USD hoặc là 0,1 USDT mỗi lần các bạn đặt cược nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vào video trước, mình sẽ chọn ra hai bản trong video trước để nhận DGB nhá, mỗi bản là 10 DGB nha. Rồi thì trong video trước là có 19 bạn comment nhá. Và bạn đầu tiên thì mang tên là 38 Hà Tị nha. Bạn số 2 này. Bạn số 2 mang tên là Văn Tuấn Phạm nhá. Ok, hai bạn này xem được video thì các bạn có thể là IB mình qua Facebook hoặc là Tele để các bạn nhận DGB nha.